Nàng công chúa gốc Latin đầu tiên của hãng Disney tin từ Los Angeles, California. Một nàng công chúa mới của hãng Disney sẽ xuất hiện trên màn ảnh truyền hình trong một bộ phim hoạt họa nhiều tập bắt đầu vào năm 2016 và lần đầu tiên trong lịch sử của hãng phim, đây sẽ là một nàng công chúa gốc Latin. Công ty Disney hôm thứ Năm loan báo, Elena xứ Avalor sẽ là nàng công chúa gốc Latin đầu tiên của Disney. Cô sẽ xuất hiện lần đầu trong một tập đặc biệt của loạt phim hoạt hình Sofia đệ nhất trên đài truyền hình Disney Junior. Sau đó thì đài truyền hình này sẽ có bộ phim riêng về nhân vật Elena. Hãng Disney cho biết là nhân vật nữ 16 tuổi này sẽ sống trong một vương quốc thần thoại, phỏng đến các nền văn hóa và câu chuyện dân gian đa dạng của châu Mỹ Latin. Nhân vật hoạt hình Elena sẽ mang giọng nói của Emmy Carrero, nữ diễn viên show Young and Hungry của đài ABC Family.